Da của chị khách hàng này bị nám mạn, tàn nhang đốm nâu thì đại rác khắp mặt, lỗ chân lông to, da bị sần bì, nhiều mụn ẩn và làn da đang trong quá trình lão hóa, bị nhăn trùng chảy xệ. Nhưng mà sau khi biết đến Mai Sa và tin tưởng Mai Sa để điều trị da thì các chị em cùng xem cận cảnh hiện trạng da ngày hôm nay của chị khách hàng này nha. Nền da của chị khách hàng này nám mạn đã mờ đi rất là nhiều rồi, đồng thời tàn nhang đốm nâu coi như là lặn sạch, da đã trở nên căng bóng mướt mát hồng hào hơn, lỗ chân lông cũng được thu nhỏ lại và cái vùng da này bị nhăn trùng chảy xệ thì sau khi làm da tại Mai Sa da tăng sinh collagen nên bây giờ căng hơn, lão hóa ngược là có thật nha các chị nha. Đây phải là cái hình hiện trạng cũ của chị không? Bây giờ nhìn lại có cảm thấy xót không? Có cảm thấy sợ không? Sợ trời ơi, không dám nhìn luôn á. Chị nám cũng lâu lắm rồi, có mười mấy năm. Chị cứ thấy nám nám rồi cái chị ra chợ cái hỏi người ta rồi mua xích xích tiện không hết cái mua cái khác nữa. Xích hoài cái mặt vậy đó. Cũng thấy buồn lắm, ai nhìn mình cũng nói sao mặt dữ vậy, đen vậy. Với cái làn da hiện tại này thì cảm xúc của chị như thế nào chị? Mừng, 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 sức mừng. Người ta cũng hỏi thăm á, chị nói chúng nó làm đi. Cũng đâu có tốn gì đâu, một lần đầu à. Chị dạy lần sau là hết. Vừa chui tiền mà hiệu quả cao. Chị đi lần đầu á, cũng thấy mừng là nó khác hẳn. Chị có vài lời gửi với chị em phụ nữ. Làm đẹp ở đâu không chất lượng bằng ở đây. Thôi thì ở đây làm đi. Thấy nó vừa túi tiền mình mà đẹp. Chúc chị Mai nhiều sức khỏe càng đẹp hơn, làm cho tụi em giống chị Mai. Ok, em cảm ơn chị yêu nhiều nha.